Thưa quý vị, mở đầu chương trình Nối bước đến trường tuần này, chương trình do công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên Vitis, Quỹ khuyến học Việt Nam, Quỹ nâng niu tài năng Việt và ban chuyên đề HTV phối hợp thực hiện. Như thường lệ, mời quý vị cùng theo dõi một thông tin cộng đồng. Tiếp nối hành trình tìm đến những tấm gương vượt khó hiếu học, vừa qua tại xã Ea Heo, huyện Ea Hà Leo, tỉnh Đắk Lắk, cùng với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt đã trao tặng 4 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Xã Ea Heo là một xã rất là khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Và ở trong xã, trong địa bàn các thôn, khắp các dẻo núi cao, vùng đồi cao, còn rất là nhiều những gia đình rất là khó khăn. Họ phải ở trong những căn nhà rất là tạm bợ, ăn uống thì thiếu thốn, không đủ, kể cả quần áo mặc. Nhưng các em vẫn cắp sách tới trường, nhiều em vẫn vươn lên học giỏi, học xuất sắc. Chúng tôi mang đến cho các bạn những món quà, cũng như là các em, những món quà tuy nhỏ, nhưng ở đằng sau đó là những cái giá trị tinh thần mà Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt muốn gửi gắm đến các em. Đó là muốn tiếp thêm cho các em sức mạnh trong quá trình mà mình tiếp tục đến trường. Với những nỗ lực của mình, hơn 20 năm qua, Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt đã góp phần tạo điều kiện nối bước đến trường cho những em học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Và tiếp theo đây, mời quý vị tiếp tục chương trình với chủ đề Bước chân vượt khó, đến thăm gia đình của những học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, từng bước vươn lên trong vòng tay giúp đỡ của cộng đồng. Thưa quý vị, hiện tại thì Nhật Khánh đang có mặt tại trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, xã Ea Heo, huyện Ea Hà Leo, tỉnh Đắk Lắk để tìm gặp em Trần Quốc Danh. Theo thông tin mà chương trình nhận được thì đoàn khảo sát của Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt đã nhanh chóng đến địa phương nơi em sống để có thể tìm thăm hoàn cảnh của em như thế nào. Và chắc có lẽ là bây giờ em sắp tan học rồi cho nên là Nhật Khánh phải nhanh chóng đến lớp để tìm gặp em. Xin mời quý vị hãy cùng theo chân Nhật Khánh. Trong tiếng ve kêu râm ran của những ngày cận hè, trời Tây Nguyên nóng oi ả. Những cô cậu học trò có lẽ đang nôn nao chờ đợi kỳ nghỉ hè. Đáng lẽ ra em Trần Quốc Danh cũng sẽ như bao bạn bè khác, vô tư tận hưởng những mùa hè trong cuộc đời học sinh của mình, nếu như cảnh nhà không gặp khó khăn. 2 năm trước, trong khi đang chơi đùa, chẳng may em trai Danh khi ấy mới được 8 tháng tuổi, bị té ngã, phải nhập viện điều trị với số tiền lên đến vài chục triệu đồng. Sau khi được điều trị, sức khỏe của em trai Danh đã dần bình phục. Thế nhưng khoản tiền vay mượn chữa trị cho em trai Danh thì vẫn còn đó. Để mỗi ngày trôi qua, dù muốn hay không, khoản vay ấy vẫn cứ nặng trĩu trên đôi vai những người thân của Danh. Bây giờ mình đi thẳng tiếp hay là mình quẹo phải? Quẹo phải. Quẹo phải ha. Đây là nhà của bà hả? Ừ, tại sao mình ở chung nhà với bà vậy Danh? Dạ chị ơi, em chào chị. Dạ em đến từ chương trình của Nối bước đến trường của Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt. Chị ơi, mình đang nấu cơm trưa hả chị? Dạ. Hai bé đây là em của Danh hả chị? Dạ. Hai bé sinh đôi đúng không chị? Dạ. Hai bé được mấy tuổi rồi chị? Gần 3 tuổi rồi chị. Đó là hai bé này có đi học chị hay là chị ở nhà chăm hai bé chị? Dạ, ở nhà cũng chăm nó, do là nó cũng hay đau ốm thường xuyên đó chị. Là bé bệnh cụ thể não đau là đau như thế nào chị, là vì sao mà bé bị như vậy hay là bẩm sinh hay sao chị? Dạ bị té. Dạ. Là bé bị té, bị chấn thương sọ não đúng không dạ, chị? Là bị từ khi nào chị? Dạ bị hồi nó mới được 8 tháng chị. 8 tháng rồi, bây giờ là 3 tuổi rồi, là một khoảng thời gian rất là dài. Dạ. Vậy trong khoảng thời gian qua thì mình bé nó có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe và bất tiện thì nó cũng hay đau ốm, đôi lúc nó cũng
ảnh hưởng cái gì thì mình không biết, mà nó cứ khó chịu trong người, nó bặn hẳn mấy cái chị. Còn ảnh hưởng về sau này sao thì em cũng chưa rõ nữa, nhưng mà bác sĩ nói thì có ảnh hưởng, tại vì nó bị té chấn động mạnh quá rồi bị máu rồi trong não rồi. Bình thường thì ở ngoài việc ở nhà mình giữ hai cháu nhỏ ra thì mình có làm thêm công việc gì khác nữa không chị? Có chứ chị, cái nó hết đau ốm cái mình gỡ cho bà nội mình đi làm thêm phụ cho chồng, như ta kêu đi làm cỏ rồi đó thì mình đi thôi. Công việc của anh ở nhà là anh làm cái gì chị? Phụ hồ cho người ta. Sáng đi chiều về, ngày nào cũng đi làm vậy hay sao chị? Dạ, sáng đi chiều về, ngày nào cũng đi. Đây thì những trời mưa, những lúc trời mưa thì ông ở nhà rồi đó. Chứ đi làm thuê đâu có đất có đai gì đâu mà. Cho nên phải ráng vào đây để phụ nhà. Rồi ở nhà thu nhập chủ yếu là dựa vào anh như vậy thì mình có đủ để xoay sở mọi thứ không chị? Dạ, em cũng đi làm thuê cái trả nợ những đủ chứ cũng thiếu, nhưng mà cái nợ nần lớn thì mình chưa có thể trả được. Như chị vậy thì những cái khoản nợ phát sinh đó là do bé bệnh hay là như thế nào chị? Thì bé nó bệnh, nó đôi lúc mình thiếu thốn mình mượn người ta đi làm rồi đó chị. Bệnh nó có mấy chục triệu mà mình mấy năm nay do mình đi làm thuê không đâu có đủ trả đâu. Chị ơi, như vậy rồi thì cái việc học của Danh nó ở nhà có mình có quan tâm gì đến chăm sóc hay việc học của Danh không, hay là Danh hoàn toàn tự học hết chị? Đôi lúc nó bài gì nó tự làm, còn mình có thời gian mình thì có thể kèm cặp thêm cho nó. Tình hình của Danh, Danh học rất là tốt ở trường, được các thầy cô rất là yêu thương và quan tâm cho Danh như vậy thì mình thấy như thế nào? Dạ vui chứ chị. Dạ. Như cô Hồng á, quan tâm tới Danh rồi nói em cũng cảm ơn cô. Thì bởi vì đôi lúc mình ở nhà thời gian không có thời gian để mà kèm cặp cháu lên trường cũng nhờ cô đó. Nhưng mà với cái những cái khó khăn trước mắt của gia đình mình như vậy thì cái chuyện học của Danh nó còn rất là dài, thì gia đình mình có tính gì đến chuyện tương lai của Danh như thế nào không chị? Em cũng chưa biết nữa. Tới đâu thì hay tới đó thôi, tới giờ nó quá khó khăn. Danh đi học rất là ngoan, thầy cô yêu thương vậy. Còn Danh khi mà ở nhà thì những biểu hiện của em như thế nào? Em có hay phụ giúp gì cho gia đình mình không chị? Đôi lúc mẹ bạn, mẹ xa đi lựa quần áo rồi vô cũng vô lựa quần áo rồi gấp quần áo trong em cho mẹ đấy đó. À, chào Danh, mình cất tập sách, mình cất nón xong hết rồi đúng không? Ừ. Bây giờ mình có đói bụng nhiều không? Không có đói bụng hả? Thì bây giờ Danh có thể chia sẻ cho cô tình hình học tập của mình. Mình có những cái kỷ niệm nào đẹp với thầy cô bạn bè không? Có. Con kể cho con nghe đi. Trên trường con chơi ăn cuốn. Ăn cuốn là gì nữa? Con chơi với Vy. Châu. Rồi con thích học nhất là giờ nào nè? Giờ buổi sáng. Giờ buổi sáng. Rồi con thích học nhất là môn gì? Đọc với tiếng Việt. Rồi như vậy thì thường thường á, mà ngoài giờ học ra khi mà con vừa về nhà thì con có làm cái công việc gì phụ nhà mình không? Quét nhà. Gì nữa? Chiều con lượm đồ. Giỏi quá vậy đó hả? Cảm thấy em mình bệnh như vậy á, mình cảm thấy như thế nào? Thương em nhiều không? Có. Thường thì con ngồi ở đâu con học bài nè? Ngồi trên bàn. Ngồi trên bàn hả? Như vậy thì bây giờ con cái góc bàn mình ngồi học bài có đẹp không? Có. Vậy bây giờ con đưa cô đi giới thiệu cho cô cái góc học tập của con như thế nào nha. Được không? Mình đi ha. Cái bóng là cái bóng bàn, kéo xoay kéo sàn cho mẹ nấu cơm, mẹ bóng đi chợ đường chơi. Để có tiền phụ lo cho các cháu ăn học, bà Nguyễn Thị Hoa năm nay đã ngoài 60 tuổi, cũng phải kiếm việc làm thêm để có đồng ra đồng vô, gom góp vốn chăn nuôi heo rồi mua bán lẻ. Dù tiền lời kiếm được chẳng là bao so với công sức bà bỏ ra, nhưng cũng đủ để bà mua cuốn tập, cây viết cho những đứa cháu đến trường. Thưa quý vị, ngồi bên cạnh nhà Khánh ngay bây giờ đây là bà nội của em Danh. Dạ, chào bà. Bà ơi, mình sống chung với
gia đình của em Danh cũng thời gian rất là dài rồi. Thì trong những năm qua thì có những cái khó khăn như thế nào bà có thể chia sẻ cho con được biết không ạ? Nếu ở trong thì trừ thì một mình bo đứa mình bo hắn mà trừ nuôi tay bo đứa con dạ với mẹ hắn nữa thì tôi thấy cái hoàn cảnh khó khăn trừ cũng khổ đất đai không có thì trừ đùm bạc trong gia đình thì trừ được ngày mô ấm út được ngày mô thì mừng ngày nấy. Ở nhà thì mình bà có làm những cái công việc gì để mà phụ giúp kinh tế gia đình không bà? Thì cũng luôn chứ thì hậu bị bắt đầu mà bo hắn mắc thì tôi hoàn cảnh không có ổng mắc là tôi biểu là tôi cũng đi làm thuê, nói chung thì làm thuê từ đầu đến cuối. Cảm ơn bà. Danh ơi, hồi nãy giờ mình ngồi đây á, mình nghe bà kể về những cái khó khăn của gia đình mình mà mình thấy bà mình rất là xúc động khóc như vậy á, thì Hoàng thấy như thế nào, Danh thấy như thế nào? Em buồn sao Danh? Lúc đó con thấy bà khóc như vậy thì con cảm xúc ở trong lòng con thấy như thế nào, con suy nghĩ như thế nào? Thương bà. Thưa quý vị, bây giờ Nhà Khánh xin phép được giới thiệu cô Nguyễn Thị Hồng là cô giáo chủ nhiệm ở lớp của em Danh. Cô ơi, chắc có lẽ là do quá xúc động cho nên là Danh cũng không có nói được gì nhiều. Thì cô là giáo viên chủ nhiệm của Danh thì cô có những cái sự quan tâm đặc biệt, thì cô hiểu rõ nhất về hoàn cảnh của em, thì cô có thể chia sẻ cho em được biết hay không ạ? Thực tế ra thì mình là người địa phương cho nên mình dạy ở đây là cũng mấy chục năm rồi, cho nên là tất cả những cái hoàn cảnh của học sinh là mình cũng biết rõ. Nhưng mà riêng hoàn cảnh của em Danh thì đã khó khăn rồi nhưng mà cũng có thể là vượt qua được. Nhưng từ khi cháu nhỏ đây này bị ngã mà phải đi bệnh viện Chợ Rẫy, em Danh đi học thì cũng là ngoan chăm chịu khó, rồi bà thì cũng phụ giúp để chăm nuôi nhưng mà cũng không có đủ khả năng để mà chăm chút cho em được. Thưa cô, từ nãy giờ tiếp xúc với lại Danh á, thì thấy Danh khá là rụt rè, nhưng mà không biết ở trên lớp thì Danh có những cái biểu hiện hoặc là qua cái những cái tiếp thu bài của Danh trên lớp như thế nào ạ? Trong quá trình học của Danh á thì là ở trên lớp đôi khi là sách vở không có thì là cháu cũng tiết kiệm lại những cái quyển vở mà bạn khác học nó còn dư nhiều vở trắng á, còn trang trắng ấy, thì cháu viết. Và đôi khi thì cô cũng xuống quán để mua giúp đỡ cháu, nhưng mà không phải vì thế mà cháu không chịu viết bài. Nói chung là những cái quyển vở thì không được đẹp nhưng mà chữ cháu viết cũng rất đẹp, mà nói chung là cháu cũng chịu khó, rồi chịu khó đọc bài này, viết bài này, làm toán này đó. Cho nên là những cái thứ đó là với học sinh lớp 1, đúng ra như những con nhà khác là họ chỉ đòi hỏi thôi, không bao giờ là họ là em là biết là tự lo cho mình. Nhưng mà đây là do trong hoàn cảnh nên em tự lo cho mình được những vấn đề về cá nhân. Dạ thưa thầy, là hiệu trưởng của nhà trường thì thầy cũng nắm rõ được tình hình của những em học sinh ở địa phương. Thì tương tự như hoàn cảnh của Danh đây thì đối với những em khác thì tình hình chung của các em có những cái khó khăn cụ thể ra sao, và phía nhà trường của mình có những cái sự quan tâm hay là hỗ trợ các em như thế nào ạ? Tổng số học sinh nhà trường thì có được 438 em, số lượng học sinh dân tộc thì 204 em. Trong 438 em ấy thì số lượng học sinh khó khăn cũng rất là nhiều, khoảng 167 em, 167 hộ gia đình. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường mới tách trường được 5 năm, còn rất là nhiều thiếu thốn từ cơ sở vật chất tới các cái trang thiết bị. Hàng năm như vậy thì người ta sẽ bình xét các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo và có những cái chính sách hỗ trợ về nhà trường, cái khó khăn về cơ sở vật chất, rồi khó khăn về những hộ gia đình của phụ huynh nghèo như vậy. Nhà trường hàng năm đều có những cái chính sách hỗ trợ, ví dụ như là ngày lễ, ngày Tết, lễ 20 tháng 11 hoặc là Tết Nguyên đán hoặc là rằm Trung thu. Khi rằm Trung thu thì nhà trường cũng tổ chức các lễ hội rồi có phần quà cho các em. Trước mắt của mình thì có rất là nhiều khó khăn như vậy, mà hiện tại thì ba cháu còn rất là nhỏ. Như vậy thì chị có lo nghĩ gì về tương lai cũng như là việc đến trường của ba đứa con của mình không chị? Dạ có chứ chị. Mình cũng suy nghĩ sao mà sau này có thể đầy đủ cho nó đi học về cùng trang lứa với nó. Chứ đôi lúc nghĩ cũng buồn rồi. Sao con người ta đi học đầy đủ thế này kia, con mình nó lại thiếu thốn đâu đó. Mình dự tính như thế nào tương lai để có thể cho ba đứa con của mình được đến trường đầy đủ thưa chị? Tại vì hai đứa em của Danh cũng sắp đến tuổi đến trường rồi chị. Thì mình có khả năng lo cho các con được đến trường không chị? Mình phải cố gắng thôi chị. Thế bây giờ
nó cũng năm nay rồi, qua sang năm nó cũng vô học mẫu giáo rồi. Nên hai vợ chồng cũng cố gắng mà làm cho nó đến trường với cùng lứa tuổi nha. Thưa bà Trần Hoàng Vi, đại diện Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt, khi mà mình nghe qua những cái chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của em Danh thì ngay bây giờ bà có điều gì muốn nói thưa bà? Tuy là em còn nhỏ nhưng mà vẫn thấu hiểu được cái tình cảm cũng như là cái sự quan tâm từ người bà của mình dành cho mình. Thì sau những cái chia sẻ của bà thì thật sự Danh mới 7 tuổi thôi, vẫn chưa biết khó khăn là gì, vẫn chưa biết là nghèo khổ là như thế nào, nhưng mà em cũng rơi những giọt nước mắt. Đó là điều tôi cảm thấy là tuy là một đứa trẻ nhưng vẫn có những cái cảm nhận rất là sâu sắc. Thì ngày hôm nay tôi cũng đại diện cho Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt cũng quyết định trao cho em Danh một suất học bổng. Thì thông qua cái suất học bổng này cũng mong muốn là giúp đỡ được em phần nào về mặt kinh tế. Dạ vâng, dạ xin cảm ơn bà. Danh ơi, khi mà mình nghe được Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt quyết định trao tặng cho mình suất học bổng thì bây giờ cảm xúc của mình như thế nào? Thì Danh có gì muốn nói không? Vui, con hứa sẽ cố gắng tốt. Chị ơi, khi mà nghe Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt quyết định trao tặng suất học bổng đó cho Danh thì bây giờ cảm xúc của chị như thế nào ạ? Dạ em cũng rất cảm ơn bên nhà học bổng đã cho gia đình em được một suất cho con, nên cảm xúc em cũng rất vui, cũng biết nói cái gì hơn. Thưa quý vị, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Những trường hợp mà Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt đã đi qua là những câu chuyện khó khăn khác nhau. Mỗi gia đình là một hoàn cảnh và cũng là một cái sự nghị lực để vươn lên vượt qua những khó khăn. Và với những gì mà chúng ta vừa nghe được những chia sẻ về hoàn cảnh gia đình em Danh cũng như là từ quyết định của Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt trao tặng suất học bổng đó cho em Danh, thì chúng tôi mong rằng sẽ sớm quay trở lại đây để trao tặng suất học bổng đó cho em Danh như là lời động viên khích lệ tinh thần cho em Danh cũng như là cả gia đình có thể an tâm vượt qua những khó khăn trong thời gian sắp tới. Những ngày không có ai thuê gì, được ở nhà, chị Hứa Thị Hồng tranh thủ học bài cùng con. Chị tâm sự, năm nay Danh mới học đến lớp 1. Những bài nào Danh không hiểu, chị còn có thể hướng dẫn cho con. Chứ sau này khi Danh học cao hơn, chắc chị cũng đành chịu, bởi chị ít học. Nhưng cũng chính bởi vì ít học nên chị biết cái cực, cái khổ khi không được học hành tới nơi tới chốn. Cho nên dù phải vất vả, cực khổ thêm bao nhiêu phần, chị và gia đình vẫn quyết tâm cho các con được đến trường. Nhìn con mỗi ngày một lớn thêm, có người cha, người mẹ nào mà không thấy hạnh phúc, vui sướng? Nhưng với người phụ nữ này thì đó còn là nỗi trăn trở chưa có lời đáp về các khoản chi phí học hành cho các con sau này. Cộng thêm khoản vay 2 năm trước vẫn chưa trả được, khiến lòng chị lúc nào cũng canh cánh những nỗi lo. Lo cho cuộc sống gia đình, lo cho con đường tương lai phía trước của các con. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với chủ đề Bước đến tương lai. Thưa quý vị, ngày hôm nay hành trình của Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt lại tiếp tục góp cho mình một niềm vui khi đã quay trở lại nhà của em Danh ở xã Ea Heo, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk để mang đến suất học bổng từ Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt cho em Danh. Và ngay bây giờ, không cần chờ đợi lâu nữa, chúng tôi xin kính mời bà Trần Hoàng Vi, đại diện Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt trao tặng suất học bổng cho em Danh. Danh cố gắng học giỏi hơn nha con. Xin cảm ơn bà Hoàng Vi. Và ngay bây giờ xin được trân trọng kính mời thầy Bùi Trọng Vũ, đại diện nhà trường, lên trao phần quà từ phía nhà tài trợ cho em Danh ạ. Trân trọng kính mời thầy. Con cố gắng học tốt nha, chăm ngoan nha. Danh ơi, bây giờ mình nhận được suất học bổng 10 triệu đồng và phần quà từ phía Quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt, thì bây giờ cảm xúc của Danh như thế nào? Con có điều gì muốn chia sẻ không Danh? Con hứa học được tốt, không quan mọi người. Rồi, ngoan quá. Cô chúc cho Danh sẽ cố gắng học thật tốt và như những gì mình đã hứa để không phụ lòng cho mọi người đã đặt niềm tin vào con nha. Dạ. Cảm ơn con. Chị ơi, Danh vừa nhận được suất học bổng như vậy thì ngay bây giờ cảm xúc của chị như thế nào? Chị có điều gì muốn chia sẻ không ạ? Dạ, em cũng cảm ơn nhà tài trợ đã cho con em một cái điều kiện để cố gắng tới trường.
Dạ thưa thầy ơi, khi mà em Danh là một trong những học sinh rất là ngoan và học tốt của nhà trường, vừa nhận được suất học bổng từ quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt, thì thầy có thể chia sẻ cảm xúc của thầy ngay lúc này như thế nào và nó có ý nghĩa như thế nào đối với em Danh và cũng như là của cả nhà trường thưa thầy? Xin cảm ơn nhà tài trợ. Với một suất học bổng của nhà tài trợ quỹ học bổng nâng niu tài năng Việt, vừa là giúp em Danh và các em trong các trường của xã Ea Leo, huyện Ea Leo, những suất học bổng tuy nhỏ nhưng sẽ giúp các em vượt qua những khó khăn ban đầu, tạo cho các em thêm niềm tin, động lực để cấp sách tới trường. Thưa quý vị, với mong muốn cùng cộng đồng xây dựng một xã hội học tập và đó cũng là tiêu chí của chương trình Nâng niu tài năng Việt để giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục nối bước đến trường. Ngày hôm nay, hành trình của quỹ học bổng Nâng niu tài năng Việt tiếp tục ghi nhận thêm một hoàn cảnh khó khăn nữa được giúp đỡ. Đó cũng là niềm vui của tất cả những người thực hiện chương trình chúng tôi. Và với số học bổng ngày hôm nay em Danh nhận được thì chúng tôi mong rằng đây sẽ là nguồn động lực để giúp gia đình có thể vượt qua những khó khăn hiện tại. Và chúng tôi cũng mong rằng thông qua chương trình này sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân sẽ tiếp tục quan tâm và có những sự giúp đỡ cụ thể thiết thực để giúp cho những em có hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội được có thêm điều kiện để tiếp tục được đến trường. Và buổi trò học bổng đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Những ngày sắp sang hè, sân trường đầy ắp những tiếng ve. Từ sáng sớm đến chiều tối, thứ âm thanh râm ran in ỏi này đôi khi khiến học trò cảm thấy chói tai. Nhưng dường như nếu không có tiếng ve, mùa hè sẽ không còn được tròn vẹn nữa. Cũng như nếu hôm nay cuộc sống thiếu đi những khó khăn, thử thách, thì ngày mai chúng ta sẽ khó lòng hiểu hết ý nghĩa của sự thành công. Chương trình Nối bước đến trường đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết xin liên hệ Quỹ Nâng niu tài năng Việt, số 22 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08668 15614. Email bitis.nối.bước.đến.trường@bitis.com.vn. BITIS, Quỹ Nâng niu tài năng Việt, hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.